Xin chào bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua tình hình nước Thái tại buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Đối với bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con, quý anh chị, tình hình nước Thái trong thời gian khoảng 1 vài ngày trở lại đây thì giá đất đang có chiều hướng đang tăng. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể tiếp tục duy trì đà ổn định này. Thì tình hình giá mít hiện nay thì lượng mít đang tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì còn ít, nên là dự báo là trong thời gian sắp tới thì giá mít vẫn còn có thể tiếp tục tăng. Tình hình giá mít sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tiên là khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít tiếp dao động từ 16.000, em lớn là từ 14.000, em nhì là từ 9.000, ba giai đoạn từ 4.000. Chợ hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì tình bán đang mua chợ giúp giai đoạn từ 3-4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mới nhất giai đoạn từ 16.000 đến 17.000, em lớn là 15.000, em nhì là 10.000, mới trên ba giai đoạn từ 4.000. Giúp chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì tình bán đang mua chợ giúp giai đoạn từ 3.000. Việc Tiền Giang thì mức nhất dao động từ 17.000 đến 18.000, em lớn là 16.000, em nhì là 11.000 và mức trăm ba dao động từ 5.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì tôi bán mua chợ giúp dao động từ 4.000 đến 5.000. Thì mức ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mức. Ở khu vực Đồng Nai, khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Vũng Tàu thì mức nhất dao động từ 11.000, em lớn là 9.000 và mức cho ba dao động từ 3.000. Mức chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì tương đối em mua chợ giúp dao động từ 2.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên thì mức nhất dao động từ 9.000, từ 9 đến 10.000, em lớn là từ 8.000 và mức cho ba dao động từ 3.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì tương đối em mua chợ giúp dao động từ 2.000. Ở đây thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây, xin kính chúc quý bà con một ngày thật vui vẻ, may mắn và thành công.